Rồi hiện tại là 5 giờ sáng nha mọi người. Thì từ tối hôm qua là đã vận chuyển hồ lên xe cẩu rồi. Bây giờ là vận chuyển cá nha anh em. Đó. 5 giờ sáng nha. Sáng dậy thì cái giọng của mình nó hơi gạt mũi chút xíu, nhưng mà tí là nó hết rồi anh em. Sáng nào cũng vậy hết đó. Đó. Cá gì thì tí nữa anh em qua tới Campuchia mở ra thì anh em sẽ biết nha. Rồi hello mọi người, hiện tại là đang là 9 giờ rưỡi sáng. Đó, anh em mình đi sáng tới giờ. Cuối cùng là đang ở bên Campuchia rồi nha các bạn nha. Vừa mới qua khỏi biên giới một đoạn. Đó thì đang vận chuyển những cái đồ linh tinh trên xe cẩu ở Việt Nam mình xuống ra ngoài trước. Xong rồi mới chuyển hồ qua. Đó. Đây là xe ở bên Campuchia nè, còn đây bên kia là xe của Việt Nam mình. Trời ơi, quăng. Rồi, như vậy là đang bắt đầu di chuyển cái hồ đầu tiên qua nha mọi người. Đó, cẩu ở bên xe cam sẽ cẩu qua luôn. Bên xe cam thì cái bề rộng này thì hơi hẹp, có 2 mét thôi các bạn. Đó, thành ra là chưa biết sẽ sắp xếp hai cái hồ này vô như thế nào cho nó vừa. Cũng khá là căng. Cái xe bên cam này cũng là cái xe năm ngoái mà tụi mình đi luôn. Đó, chú này cũng là cái chú năm ngoái, bác Tài năm ngoái chở hồ luôn, hình ra là cũng đã có kinh nghiệm rồi. Cái bác Tài xe cẩu bên cam mới là người Campuchia luôn. Ổng không có biết tiếng Việt, thành ra là có phải có một cái người thông dịch. Đó, một cái người thông dịch giữa hai bên. Thành ra là cẩu nó cũng hơi mất thời gian tí mọi người. Tại vì xe cẩu mà không biết tiếng Việt thì mình nói họ, họ không hiểu. Mà họ nói mình cũng không hiểu luôn. Rồi tiếp theo sẽ chuyển tới cái ốp này xuống. Chuyển cái ốp này xuống. Mình cũng phải chùm kính mít vậy nè. Đó. Chùm kính mít vậy mới chịu nổi chứ không chịu nổi nha. Bây giờ quay ra đây nắng quá. Phỏng vấn 5 phút chủ hầu. Anh Tâm cho biết cảm nghĩ là qua được tới đây là anh Tâm cảm thấy sao anh Tâm? Qua được cửa khẩu là giống năm ngoái không? Qua được cửa khẩu là vui rồi đó. Vui rồi phải không? Mà nắng quá, Campuchia nắng như Tây Ninh vậy. Nắng gắt quá ha. Nắng y như Tây Ninh. Được chưa? Được rồi. Rồi tiếp theo là sẽ đưa cái tủ gỗ này vô lại nha anh em. Ok mọi người ơi, như vậy là đã chuyển thành công hai bộ hồ cùng với lại các cái vật tư đi kèm qua bên xe ở Campuchia nha. Bây giờ xe Việt Nam sẽ đóng thùng lại và về nước. Đó, và bọn mình tiếp tục hành trình đi theo xe Campuchia để vô thủ đô, không biết là tới thủ đô hay không hay là gần thủ đô nữa. Đó, để giao hồ. Nãy giờ mình đứng bên đường mà thấy xuống suối không biết cái gì mới phát hiện là phía sau nguyên một cái chuồng bò của người dân địa phương luôn. Hả? Đây. Đó. Để coi 4, 6, 8,
phải hơn 10 con các bạn, mười mấy con bò. Sau khi vừa đi qua cầu xong thì cả nhà mình sẽ vô một quán cơm đó để ăn trưa nha. Đây rồi, đây là cơm canh chua của mình nha. Đó rồi, mấy anh em ăn gì đây? Đây anh Tâm anh ăn cơm phá lấu, canh khổ qua và canh rau trứng nha. A few hours later. Giờ là tới nhà của chủ nhà rồi nha các bạn. Giờ đang chuẩn bị nhích xe vô từ từ. Cái cổng nó là 3m1. Tổng cao của xe này là 3m03. Nó hơi sát. Lọt mà. Từ từ thôi. Không, được. Cẩn á. Không được rồi. Rồi mọi người ơi, sau khi đã xác định cái phương án mà sẽ di chuyển hai cái hồ á thì bây giờ team của bên mình sẽ quyết định là sẽ đưa hai cái hồ xuống dưới đất và đẩy vô cái cửa này nha. Rồi sư phụ nói là bây giờ dùng chế độ đủ nhét vô đó để cho nó trơn. Lên. Nhấc lên. Lên. Đây. Lên kìa. Bây giờ đại nó đang ràng dây lại để chuẩn bị kéo cái hồ lên nha mọi người. Đây, mình quay ra xa cho mọi người xem dễ nha. Đó. Cái chị áo trắng này là người Việt, chị này sẽ là thông dịch viên giữa chú bác Tài và anh em bên làm hồ. Chị rất là dễ thương ha. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu chuyển cái dây cẩu ra phía sau để nhóm cái hồ lên và đẩy tay vô, cậu có sẽ hỗ trợ phụ đẩy vô. Rồi bây giờ tiếp tục thả cái hồ này xuống ở bên cạnh và xe cẩu sẽ chạy thẳng vô trong nhà luôn và sẽ kéo từ phía bên trong nhà nha mọi người. Đó. Bây giờ sẽ thả nó xuống ở bên cạnh.
Ok, sẽ hạ cái hồ qua phía bên này luôn nha. Đó, hai bộ hồ. Rồi bây giờ xe sẽ bắt đầu đi vô nha các bạn. Đây, xe đi vô. Hồi nãy chịu nhích lên cái được rồi, không chịu nhích lên. Chán sư phụ ghê. Sư phụ 2392. Đồ đứng phơi nắng à. Trong khi mấy anh em đang chuẩn bị thì mình quay cái cây lựu ở trong nhà nha các bạn. Đây trái lựu ha, rất là nhiều trái nha. Ở đây cũng có trái này, cái gì đây nhỏ xíu rồi bỏ trong cái bình, không biết để làm gì nữa, cũng hay hay. Đó, trái lựu nha mọi người, hai có hai cây lựu đó. Nhà đang xây ở đây là có một cái đền, nó đang hoàn thành cái đền nha. Rồi bây giờ thì cậu sẽ bắt đầu bắt vô đây để nhóm lên để đẩy cái hồ vô đây. Cái hồ sẽ được chuyển lên đây nè anh em, chuyển lên chỗ này nè, nó chuyển lên để trên đây. Ở trong nhà của gia chủ thì có một cái bộ sưu tập xe. Wow, một cái bộ sưu tập xe phân khối lớn. Phân khối lớn rất là đẹp luôn. Wow, mấy cái xe này lần đầu tiên thấy luôn các bạn. Thì mình không có chơi bên phân khối lớn ha. Đó, BMW nè. Chiếc này là Harley Davidson. Đó. Đây và mấy chiếc xe khác nữa. Đây giá 1000. Rồi phía trước thì mấy anh em đang chuẩn bị như mình đi vòng vòng phía sau mình tham quan tiếp nha các bạn. Thì đây là có một chiếc du thuyền và mấy chiếc cano của chủ nhà. Thì như thông tin mình được biết là đây một cái chỗ này rất là đẹp luôn, chỗ này giống như là để mình đi giếng trời vậy, mình tham quan chơi vậy đó. Đó này, chỗ này đi trên đây được nha. Đó, tại theo thông tin mình được biết là chủ nhà này là người giàu thứ hai Campuchia nha. Đó, và cái ngôi nhà này được xây dựng là 5 triệu đô. Oh wow, 5 triệu đô nha anh em. Cái này không phải gọi là cái nhà nữa rồi, mà phải gọi là cái biệt phủ hay là một cái kiểu một cái lâu đài rồi. Rồi bây giờ sau khi đã cố định cái hồ rất là chắc chắn thì bây giờ là ôi. Từ từ, quá hổ đánh quá. Cho nó cân bằng lại đã rồi ấy. Cái hồ đã lên rất là cao mọi người, lên phải 3 mét rồi. Có thể nhìn thấy được từ dưới lên trên của cái hồ. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên trên nha mọi người, mình sẽ chạy lên trên nha. Lên chút nữa.
Rồi mình đi lên cũng là lúc đã kéo cái hồ vô xong rồi nha anh em. Ok, vậy là cái hồ đầu tiên đã an toàn. Ok. Coi mặt anh Tâm kìa. Cầm nghỉ, cầm nghỉ. Phê quá, sợ quá. Cầm đi, khỏi gắn, cầm đi, cầm nói xong rồi là chị em. Còn cái hồ kia đi đâu anh? Cái kia ở đây luôn nhưng mà nó ở dưới trong phòng khách. À, phòng khách hả? À? Ừ, rồi, okay. Cái này trên lầu. Ok, thì bây giờ sẽ chuyển cái hồ thứ hai lên luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới lại để đi ra chỗ cái hồ thứ hai để mình tiếp tục quay cho anh em xem cái bộ hồ thứ hai nha. Đây, trời ơi, nhà của gia chủ nè. Đó, wow, đây là có pizza bên bàn, đó, đầy đủ hết á. Đây tủ rượu nha, tủ rượu. Đây rượu, các loại rượu. Đây, ở đây là có phòng, một cái khoảng giếng trời lấy sáng cũng như là cây xanh. Ở phía sau đây là có phòng tập gym, phòng tập gym nha. Này, này tất cả những cái máy tập gym ha, đó. À. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, không có mất thời gian nữa nha, tranh thủ tham quan tí. Quay vậy là anh em đủ thấy cái độ giàu có ở cái nhà này rồi. Đây, đây cũng là một cái gian rượu nữa. Trời ơi, rượu này để trên cao luôn, đó, rất là đã. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Đây cái chỗ mà nhà xe để mình quay đây nè, nhà xe nè. Rồi trong khi đợi mọi người tính toán hồ thứ hai thì mình sẽ uống một chai nước. Đây, nước Campuchia nha, Rovida Boko Spring Water. Đây, đây mình sẽ tranh thủ mình quay toàn cảnh cái ngôi nhà cho anh em nha. Thì đây là cổng vô. Đó, cái ngôi nhà rất là lớn luôn và được sơn toàn bộ màu trắng hết. Đó, cái này giống như là một cái biệt phủ vậy đó anh em, đó cái lâu đài đó, tuốt dưới kia luôn, dài tuốt dưới kia luôn. Bây giờ sẽ quyết định cái hồ sẽ đi vô bằng cái đường thông này nha các bạn nha. Đó, hồi nãy là cái cửa này đóng xong rồi, ở đây có một cái bàn rất là dài thì mấy anh em đã dọn cái bàn ghế chỗ này đó, mở cửa banh ra rộng ra để đưa vô nha các bạn. Đó, thì ở đây là dưới cái tổ chỗ mà cái tủ rượu hồi nãy đây nè, cái tủ rượu hồi nãy mình quay đó. Đó, đó bây giờ đi vô đường này ha. Bây giờ xe cẩu đã vô tuốt bên trong này luôn nha mọi người. Đó, xe cẩu vô là phải gần hết nhà luôn rồi để phụ đẩy cái hồ vô. Bây giờ mấy anh em đang cố định dây, ràng dây vô hồ để xe cẩu đẩy vô nha anh em. Hôm nay mà không có xe cẩu là rất là khó khăn luôn. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều rồi, coi như là 10 giờ là bắt đầu khởi hành từ biên giới Campuchia đi vô trong đây. Thì khoảng 2 giờ kém là tới. Hồi nãy giờ vận chuyển cả hai hồ vô là mất gần hơn 2 tiếng rồi anh em. Là chưa setup, chưa gì hết. Nhưng mà cũng may mắn là đã làm hết ở Việt Nam rồi. Qua đây chỉ có setup ít thôi. Quan trọng là vô nước. Vô nước không biết nước ở bên đây là vô nước mạnh hay nước yếu nữa. Đó, đang lo cái chuyện cái nguồn nước đầu vô. Rồi bây giờ bắt đầu đẩy vô. Chân giữa hỏng rồi kìa. Gạch này mới dùng bí được, gạch này mới dùng ấy được. Đẩy một cái vô luôn rồi nè. Many hours later. À bây giờ cái cẩu sẽ chuyển cái xe lăn lên nha các bạn. Đây anh Tâm anh đã chạy lên chợ anh đi, anh điều khiển vô. Ok anh em ha. Rồi cái hồ nãy mà mấy anh em cẩu lên trên ban công đó các bạn, thì bây giờ sẽ di chuyển vô bên trong nhà nha. Đó, cái hồ này sẽ đặt ở bên trong nhà. Ok. Giờ qua phải không?
hai ba lên. Cái này vô không? Lên. Chạy bây giờ. Nhấn lên, nhấn lên. Có con rùa vô anh. Mọi người cái nhóm lại đây hay gần đây hay đừng có ra xa quá. Gần đây nè. Một. Hai. Ba. Rồi. Trời bảy rồi. Bảy cái trái đu đủ. Nó sụm qua trái đu đủ luôn rồi. Rồi, đây. Nữa không? Rồi, hai, ba. Nữa không? Nữa đi, cái nữa đi. Cái nữa còn. Rồi, hai, ba. Cái đó. Hết vô rồi. Hết vô rồi. Tới anh quá không? Rồi, đi. Tới tâm nha, tới tâm miếng nha. Một, hai, ba, rồi. Qua cái nữa, qua đây cái nữa. Qua cái nữa. Ừ, qua đây nè. Vô trong. Hai, ba. Miếng nữa được không? Trong đây còn nè. Vô xíu nữa được. Này đúng là lách qua khe cửa hẹp luôn. Hai, ba. Nữa. Hai, ba. Nữa nha. Hai, ba. Trời ơi, khoan gì vậy? Cái xe rồi. Rồi, cái xe vô tới đây rồi, tới tường rồi. Hai anh em, hai bên vịn hai con rùa. Để điều hướng của nó, đừng có cho nó bị lệch nha anh em. Rồi bây giờ chỉ cần đẩy cái hồ vô nữa là hoàn tất cái hồ thứ hai. Vô đúng cái vị trí đó luôn nha anh em. Rồi như vậy là vận chuyển hai bộ hồ đã xong rồi anh em ơi. Thì bây giờ trời cũng đã tối luôn rồi. Hiện tại là đang là 6 giờ rưỡi tối rồi anh em. Hôm nay là mấy anh em mình sẽ ở lại đây buổi tối luôn. Đó, ở lại đây setup hồ luôn. Bây giờ còn hai cái ốp gỗ nữa đưa vô luôn là xong. Và tối nay bên mình sẽ ở lại setup luôn nha anh em ha. Đó, nhà buổi tối rất là đẹp nha. Đó. Thì bây giờ chuyển hai cái ốp gỗ này vô xong thì bên mình cũng sẽ kết thúc cái video vận chuyển hồ ở đây. Và anh em chờ đợi cái video tiếp theo là sẽ setup hồ và chạy nước hoàn thiện thả cá. Đó. Sáng giờ quay hả, hết pin gần hai cái điện thoại, gần hết pin cái mic lương tâm, coi như là cháy máy luôn. Ở chưa thấy đường không hả? Chừng quẹt trúng tường nha. Đi ở giữa là được rồi, đừng đi vô mép anh nè. Được không? Lên lầu luôn. Hả? Quẹo lên lầu luôn. Rồi, cái này lên lầu.